ngang sông Biển Đông Việt Trinh. Để chất giáo chúng ta đến nay, từ lúc đầu thì rất ít người, đến nay chúng ta đã gần 5.500 đầu. Trong quá trình buổi qua, trải qua tăng trần của lịch sử, với cái chất tạo thông tin và cảm của tổ tiên đã tạo nên làm bạn đến nay đủ phú. Nhất là sau các cái đảng, các hồ, rồi chỉ lối con đường, đất nước ta được thanh bình, non sông đi về một lối. Đời sống của nhân dân ta đã được đi lên trong quá trình cách mạng của đất nước, rằng họ chúng ta cũng tiến đưa hàng trăm con em chúng ta lên đường bảo vệ tổ quốc, tham gia các cuộc kháng chiến. Trong quá trình trải qua các cuộc cách mạng, chúng ta đã có gần 10 con chúng ta hy sinh bảo vệ đất nước. Đến nay đã được công nhận của nhà nước trên 30 gia đình và cá nhân được hưởng chế độ người có công với cách mạng. Đặc biệt họ chúng ta được nhà nước tặng bằng một bà mẹ Việt Nam anh hùng ở miền Trung Yên Nước. Chưa quý vị đại biểu, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, văn hóa mới, đảng bộ chúng ta luôn luôn tiến tới nền mới giác phong mở rộng cửa tư duy, đón con cháu của nhân dân chúng ta đang học tập, lao động, công tác trên khắp mọi miền đường của tổ quốc về để nhân bái tổ tiên đã từng có học hỏi đó là cao, và chúng ta tổ chức phát khuyến học cho các cháu. Đến nay toàn hồ đã có 87 cháu là trong con cháu của tổ tiên đã đốt được chủ nhân trở lên, trong đó có 5 cháu tạc tí và chiến sĩ. Đây là biểu hiện để quan tâm của tổ tiên và ông bà cha mẹ phát triển từng viên quân đất nuôi dưỡng cho thế hệ mai sau. Thưa quý vị đại biểu, với đảng lý yêu nước như vậy, họ chúng ta luôn luôn phát huy truyền thống của các bậc tiền nhân để lại, tôn trọng thờ cúng tổ tiên càng ngày càng phát triển, và tôn kính lực lượng đã được làm bằng gỗ trong quá trình trải qua biến đổi căng thẳng của thời gian, và nhà từ đã xuất cấp để lại những giá trị ban đầu của chúng ta, đó là đôi câu đối lập nguyễn giúp ông tôn sở kính nguyễn nhà từ cơ chỉ một tôn. Và cách đây hàng trăm năm vào năm Canh Ngọ, chúng ta lại tiến hành xây dựng từ đường thứ hai. Các cụ đã góp công góp sức và xây dựng từ đường thứ hai mang tính cổ kính theo hình chữ đinh. Song với trải qua thăng trầm của lịch sử, họ chúng ta luôn luôn phát triển và xây dựng lại từ đường lần thứ ba. Gần 20 năm chúng ta xây dựng, và đến nay họ chúng ta tiến hành lại tiếp tục trùng tu và tôn tạo phát triển thêm quân viên và xây tiền đường và xây lại nhà khách. Việc xây dựng thì được tiền đường với hình thức kiến trúc gửi đường là thứ ba mang hình thức hoa văn, và hình thức lưng trên tiền đường mang hình thức tam lâu mũi nhạc đường nét hoa văn, luôn giữ vững nét đậm đà bản sắc của dân tộc. Trong cái trường lưu đa cho cái thể và toàn thể của đồng bào chúng ta trong những năm qua là các quân công chức, đặc biệt năm 2015 và công chức dùng của và xây dựng nhà khách. Đến nay công trình đã sang ra và quý vị đại biểu thể ra nguyện vọng của đồng bào được tiềm chất khí vườn vũ quang chính quyền hai xã giao kết nghệ tăng và phòng văn thể vui lận giao chỉ nhắc đây họ với chúng ta được ở lễ hội mừng các công trình chủ đường đã được hoàn thành thay mặt ban tổ chức lễ hội, và đồng bào xin đình chỉ tuyên bố lễ hội của đồng bào chúng ta chúc lễ hội chúng ta thành công tốt đẹp. Cảm ơn và chào mừng các vị đại biểu khách quý là vị đại biểu thay mặt các chức nhiệm đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã giao hiến ở Việt Nam, các ban ngành của xóm đường xóm phải xã giao hiến, các ông bà khu xóm nối xóm của họ cùng toàn thể đoàn trà chơi đoàn xây dựng cùng toàn thể các ông bồi nhà bắc ông đội kèn đồng đội tiếp tử đội thả keo và các đội chống đã về cùng với họ chúng tôi để tiến hành lễ hội thành công hôm nay. Tôi cũng được cảm ơn nhiệt liệt chào mừng và